Tập 3. Đồ ngọt của Tứ Như Xuân đã lâu rồi mẹ chưa ăn. Không phải, cái này là đồ tặng cho người ta mà. Con mở ra làm cái gì? Đóng vào đi. Mẹ à, hộp kia mới là tặng cho người ta. Hộp này là để cho mẹ ăn. Mẹ ăn đồ đắt như vậy làm gì chứ? Mẹ không ăn đâu. Mẹ không ăn. Muốn ăn thì con ăn đi. Con đi làm vất vả. Mẹ ăn thì con sẽ ăn. Nếu mẹ không ăn, con sẽ giết nó đi. Nè. Được rồi, mẹ ăn. Đắt quá. Con cũng ăn đi. Mẹ, con... Mẹ thích ăn bánh ngọt, con không thích ăn. Con thích ăn kẹo. Mẹ còn nhớ kẹo Thái Phi năm ngoái bố mua không? Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Vừa thơm vừa ngọt, tan trong miệng giống sô-cô-la. Đệ Tư, mẹ biết con thích ăn kẹo Thái Phi. Cái đó, nếu con thích ăn, hãy mua một ít cho mình đi. Đừng đối xử tệ với bản thân. Mẹ à, con mua cho con rồi, chỉ là không mua được thôi. Con đã đến rất nhiều cửa hàng, nhưng đều không tìm được. Con cũng không biết bố mua ở đâu nữa. Mẹ, chàng trai đó mấy giờ tới đây vậy? Con ăn cùng với mẹ, con cũng ăn. Mau lên. Thực sự không tệ. Mẹ ăn đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Cậu trở về đi. Em không về. Họ đuổi em rồi. Em cũng không muốn. Anh đi đâu em đi đó. Tôi đi đâu cậu đi đó sao? Vậy tôi muốn trở về. Cậu cũng trở về à? Anh muốn trở về. Họ khiến tôi phải chịu quan. Đừng trách tôi trở về xử lý họ. Giờ cậu không chỉ phải trở về, mà còn phải ở trước mặt họ nói mọi điều xấu về tôi, gạt sạch quan hệ với tôi. Tại sao vậy? Em không làm đâu. Nghe tôi nói đi. Chỉ có rũ bỏ quan hệ với tôi, cậu mới có thể che giấu họ. Tôi để cậu làm nội ứng của tôi, cậu biết không? Nội ứng, hiểu không? Hiểu rồi thì mang cút đi. Cút đi, cút thì cút. Ai muốn ở cùng với anh chứ? Cút thì cút. Mẹ à, con không thấy anh ta tới, chắc là không tới nữa đâu. Cũng không thể nào trách thằng bé. Người ta và chúng ta chẳng phải thân quen gì, chung quy cũng phải làm tốt việc của bản thân. Không thể tin được, cũng con còn đợi anh ta. Được rồi, con hãy nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ, mẹ ngủ trước đi. Con còn phải đi tập luyện. Con làm việc gì vậy chứ? Thật là, con phải đi trước đi. Đi đường cẩn thận một chút đấy. Hiệu gạo Lâm Phúc. Xin hỏi đến ngân hàng Long Doanh chưa? Cậu là người làm ở đây phải không? Ông chủ ở đâu? Nào, anh là ông chủ sao? Đúng vậy. Cậu đến mua gạo sao? Không phải. Vậy cậu, tôi đến để cứu anh. Tôi cũng cần anh cứu tôi. Cậu, lời này của cậu là có ý gì? Ngân hàng Long Doanh nói là anh nợ họ 4.000 lượng. Anh chưa biết đúng không? 4.000 lượng?
Tôi chỉ nợ họ có 1.000 lượng thôi. Nếu anh tin tôi, đưa sổ sách cho tôi đi. Tôi giúp anh. Hôm qua, một đôi nam nữ bị chặt tay chân, thi thể bị ném bên đường. Đã nghe nói chưa? Tôi nghe nói rồi. Tôi đã đọc được ở trên báo. Biết là do ai làm không? Ngụy Đức Long mặt trắng. Kỳ lạ nhất chính là Ngụy Đức Long này. Giết người thành thói quen. Ông chú Ngụy sao? Nhưng tôi nghe nói ông chú Ngụy đã giết rất nhiều người. Có phải có một ngân hàng cũng xảy ra mâu thuẫn với ông ta không? Mâu thuẫn? Người đã bị ông ta giết chết. Giết rồi. Đã đọc báo chưa? Lần trước người chết chính là Ngô Trí Phất, chính là tổng quản lý ngân hàng hộ trưởng. Người đó không phải tự sát sao? Ngụy mặt trắng đã thề sẽ tiễn em trai Trí Phất này lên trên trời. Ông chủ Hồ, điện thoại của anh. Được. Cô Lệ Tư, cô đợi thuê thuê một lát. Tôi sẽ đến ngay. Alo, xin chào. Xin hỏi anh tìm ai? Trí Phất có đó không? Lệ Tư, tìm thấy sách chưa? Ủa, điện thoại. Alo, ai vậy? Lệ Tư, bố phải đàm phán công việc. Ra phòng khách với mẹ con đi. Mau đi đi. Vâng. Ý gì đây? Gọi điện thoại đến nhà có dụng ý gì? Ông chủ Lâm, tôi dùng xong sổ sách rồi. Sao anh cứ chọn lựa mãi vậy? Cậu không biết gạo được bán đi luôn có vấn đề. Trong số gạo chất lượng trung bình trộn gạo giá rẻ, bên trong gạo giá rẻ lại trộn gạo chất lượng kém, vậy nên mới phải lựa chọn ra. Sau khi anh chọn lựa xong, kinh doanh có thay đổi không? Đầu năm nay kinh doanh vốn đã không tốt. Gạo này nếu còn không được, vậy không phải kết thúc sao? Ông chú Lâm, tôi nói cái này, xin hỏi trừ anh, Thượng Hải còn hiệu gạo nào làm như vậy không? Có. Hiệu gạo Lâm Thọ. Hiệu gạo Lâm Thọ mở bao lâu rồi? Người ta kinh doanh rất lớn. Anh có bao nhiêu nhân viên? Giống anh, đến một người làm công cũng không quản được. Nói đến hiệu gạo Lâm Thọ, các người và anh ta cũng rất giống nhau hả? Mặt tiền cũng tương tự. Còn nữa, biển hiệu cũng thiếu một chữ. Tôi nghĩ không phải vì điều này ảnh hưởng tới việc làm ăn chứ. Sao lại ảnh hưởng tới việc làm ăn? Khó tránh tạo cho người ta cảm giác khó phân biệt. Theo tôi, anh nên sửa sang lại mặt tiền, đổi biển hiệu, chứ biết chừng kinh doanh khác hẳn hơn. Tôi không đổi đâu. Có gì mà không thể đổi chứ? Biết đâu đổi xong phong thủy tốt hơn. Tôi nói không đổi là không đổi. Chuyện này không cần cậu quan tâm. Được rồi, tôi không quan tâm. Tôi im miệng là được rồi. Được rồi ông chủ Lâm. Sổ sách đó đừng để người của ngân hàng Long Doanh lấy đi. Biết chưa? Biết rồi. Đến đây. Ông chú Lâm, lâu rồi không gặp. Nhân viên Đàm, hôm nay đến sớm vậy sao? Chi nhánh Tỉnh An tôi không tìm anh, anh lại giả vờ không biết đúng không? 1.000 lượng bạc nợ chúng tôi, hãy giao ra đi, ngay lập tức. Có thể cho tôi thêm một thời gian không hả? Không được, không trả lời đúng không?
Tôi thấy anh không giống không trả nổi. Lên cho tôi, lục soát. Không phải, tôi, nè. Không phải, các người, nhân viên Đàm à. Đánh ra đi. Đừng ném. Các anh làm gì vậy? Tìm thấy sổ sách rồi. Không phải, nhân viên Đàm. Đây là sổ sách của chúng tôi, anh lấy chúng đi làm gì chứ? Đang tìm nó, mang đi cho tôi. Đừng, nhân viên Đàm, anh thật quá đáng. Dám đánh anh tao hả? Dám đánh sao? Cướp sổ sách, trả sổ sách đi. Trình vị trí, tránh ra. Anh, đón lấy, trên đó đều là sổ nợ đấy. Trả cho tôi, mau đuổi theo, trả sổ sách đi. Ông chủ Lâm đuổi theo, trả sổ sách lại cho tao. Đừng chạy. Trình vị trí, tạm biệt. Dừng xe đi, dừng xe. Tên Lý Dạng, lấy được sổ sách của hiệu gạo Lâm Phúc rồi. Chuyện gì thế? Bị đánh vào mặt rồi à? Trình Duy Trị cũng chạy đến. Tiếc là cậu ta đến muộn. Cậu ta muốn cướp lấy sổ sách nhưng mà không được. Thấy cậu ta đáng thương quá, tôi không đánh cậu ta. Nó phải chịu một cú. Cậu ta cướp thì có ích gì? Khi đó ngơ ra như tên ngốc vậy. Chẳng phải vì bị trưởng quỷ từ dọa sao? Phải đó, trưởng quỷ từ cao tay thật. Alo, phòng trợ lý ngân hàng Long Doanh chi nhánh tỉnh An đi. Tôi nói nhé, tôi thực sự xui xẻo hết nửa đời rồi. Cứ việc Trình Diệt Trị lương lị đến tôi làm gì chứ? Nói đi. Nói thử xem, tôi đang làm người giao dịch yên ổn. Tôi lại giáng chức làm nhân viên cửa hàng. Ai bán khống cơ? Tôi nói nhé, mặt quả dưa. Không giáng chức cậu thì giáng ai? Được, tôi biết rồi. Chẳng phải cậu vội giả đi theo sao? Tôi nói cho cậu biết, hai người các cậu như đôi bạn cùng cảnh ngộ. Không đời nào tôi làm bạn cùng cảnh ngộ với anh ta đâu. Tôi làm thế là vì đòi nợ. Anh ta còn chưa trả tôi 10 tệ đó. Đồ khốn, cậu có chuyện gì? Hey, Charlie, trái phiếu chính phủ sụp đổ rồi. Ông chủ Hồ chưa uống rượu xong, nghe thấy tin tức lại lập tức chạy mất. Tôi mua trái phiếu sao? Tôi đâu có mua. Nhưng chẳng phải anh mua rất nhiều sao? Xem ra cô xem tôi là bạn thật rồi. Tốt. Trái phiếu sụp đổ, tại sao lại sụp đổ? Tức là có người bán khống. Nói đến việc bán khống, ông đây là người đầu tiên. Tôi đã kiếm tiền chạy mất từ lâu rồi. Vậy những người mua trái phiếu chẳng phải sẽ lỗ to sao? Hey, anh ta hát thế này mà còn báo hay sao? Anh ta khen biểu hả? Tôi thì hiểu cái gì chứ. Cô gái lớn tuổi, nghệ danh là Quan Tú Nguyệt, ra mắt chưa đến nửa năm, âm dịch còn hơi nặng. Nhưng cô xem màn hóa trang này, cô xem tư thái này đi, uy nghi rạng rỡ, mỗi một hành động cử chỉ đều có loại mê hoặc không nên lời. Tôi dám chắc rằng không mất bao lâu, việc diễn nữ giả nam đệ nhất Thượng Hải không phải bà chủ quan thì còn ai nữa. Hay, Charlie, anh có thể nghĩ cách giúp tôi làm quen ngụy mặt trắng không? Anh, thế nào? Để Lý Dạng duyệt sổ sách đó chưa? Không cần em động tay động chân, anh ta hoàn toàn không có thời gian. Sáng nay vừa mở thị trường trái phiếu 24 kỳ hạn 3 năm để giảm mất 3 phần, giờ vẫn chưa dừng lại. Người này, tôi không muốn chọc tới ông ta đâu. Nếu muốn quen biết, cô chỉ có thể tự đi làm quen thôi. Tôi làm quen thế nào đây? Vì mặt trắng chỉ có hai nơi tiêu khiển. Một nơi là Phúc Hương Đường. Mấy nơi ông bướm như vậy cô không vào được. Còn một nơi là sàn cá cược, câu lạc bộ Đại Tây Dương. Có điều người này chỉ chơi xì tố thôi, những cái khác đều không động vào. Hơn nữa ông ta chỉ ngồi ở bàn có tiền cá cược lớn. Chỉ cần cô mang đủ tiền ngồi chơi với ông ta hai gián, nhất định bắt chuyện được. Bao nhiêu tiền mới đủ? Ít nhất cũng phải 80 tệ, 800 tệ.
800, nhiều vậy sao? Tôi có giỏi đâu, cứ để dành từ từ. Sao lại không giỏi chứ? Không báo được thù cho bố thì tôi không yên giấc. Tôi muốn mượn tiền. Ngồi xuống nói chuyện đi. Cô gái muốn mượn bao nhiêu? 800 tệ, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng. Lần đầu tiên cô đi vay tiền đúng không? Con số lớn như vậy không mượn nổi 2 tháng đâu. Vậy được lâu nhất là bao nhiêu? Nhiều nhất là 18 ngày. Lãi bao nhiêu? Lãi à? Thấy cô nương xinh xắn như vậy, tôi sẽ miễn cho cô. Nhưng nếu đến hạn không trả nổi, tôi phải dùng mình để trả nợ đấy. Tôi biết rồi. Ông chủ Ngụy, lấy một gói xì gà nạm vàng không? Cho một điếu đi. Vẫn là ông chủ Ngụy lợi hại. Ông chủ Ngụy, trông cô xinh đẹp như vậy, sao lại ngốc như thế? Ông chủ Ngụy, để tôi ngắm thử. Ông chủ Ngụy, ông chủ Ngụy, tôi ghét nhất ngửi mùi da thịt cháy khét, hôi thối lắm. Nếu ông không để ý, tôi muốn ngồi ở đây để vận may xem sao. Vì người không rõ danh tính nào đó ác ý bán khống trái phiếu 24 kỳ hạn 3 năm. Ước tính thận trọng thì tổn thất khoảng 16.000 lượng. Mong đại lão gia trách phạt. Bái kiến ông chủ Hoàng. Dương quý tư, trợ lý Dạng, lâu ngày không gặp, hai vị vẫn khỏe chứ? Đình Diệt Trị, giờ cậu đã không còn tư cách đứng ở đây. Mời cậu ra ngoài. Ra ngoài. Ông chủ Quan, xin cho tôi nói hết lời đi. Ra ngoài, để cậu ta nói hết. Dân. Ông chủ Quan, lần này trái phiếu gặp nạn, từ những tổn thất rõ ràng của ngân hàng Long Doanh, hay là bên dưới sổ sách này cũng có những tổn thất mới do chuẩn quỹ từ và trợ lý Dạng tự dùng tiền vốn của ngân hàng Long Doanh vào việc khác. Đình Diệt Trị, tố cáo như vậy, nếu không có chứng cứ sẽ là tội phỉ báng đấy. Có biết hậu quả không? Nếu ông còn nhớ, một tuần trước tôi bị chưởng quỹ từ đuổi việc, lý do là không nghe khuyến cáo, tự cho hiệu gã Lâm Phúc vay 4.000 lượng.
mà trong số 4.000 lượng này bao gồm nhiều nợ giả. Đinh Diệt Trị, cậu đừng nói dối không chớp mắt. Đáng tiếc hai vị này chưa kịp chỉnh lý sổ sách cướp được từ hiệu gạo Lâm Phúc đúng không? Ông chủ Hoàng, cuốn sổ sách đó cũng chính là chứng cứ của tôi. Chứng quỷ Từ, sổ sách ở đâu? Bấm đại lão gia, vì hôm nay kiểm kê lại trái phiếu nên sổ sách hơi lộn xộn. Vì thế sao tôi lại nhớ trước giờ trên lý dạng đều để sổ sách của thương hộ mới ở ngăn kéo đầu tiên bên trái nhỉ? Không bằng để tôi lấy cho ông chủ xem thử thế nào nha. Đại lão gia, sổ sách và số hiệu đăng ký của Lâm Phúc quả thật có 3.000 lượng không khớp. Nhưng việc này là do cậu ta toàn quyền giải quyết. Là cậu ta lấy danh nghĩa của Lâm Phúc muốn mượn 4.000 lượng từ chi nhánh này. Chứng quỷ Từ, anh không hổ là người từng gặp sóng gió, quả như là trả đũa lại tôi. Hay chứng quỷ Từ tận mắt xem thử trên sổ sách này hiệu gạo Lâm Phúc dây bao nhiêu đi. Để tôi nói cho anh vậy. Giấy trắng mực đen trên đây viết rất rõ ràng hiệu gạo Lâm Phúc mượn chi nhánh Tỉnh An vừa đúng 4.000. Không thể nào. Tôi vẫn chưa. Anh vẫn chưa làm cái gì? Có phải là chưa kịp đổi 1.000 lượng thành 4.000 lượng không? Chỉ bằng để tôi nói với hai người nha. Đây chỉ là sổ sách giả mà thôi. Mà cuốn sổ giả này đã khiến hai người lộ nguyên hình. Dừng xe, đừng chạy, nè. Lúc nãy anh diễn như thật vậy đó. Cuốn sổ giả đó họ tuyệt đối không nhìn ra đâu. Không giấu gì cậu, đây là lần đầu tiên tôi đánh người khác đó. Nếu anh có thể lấy khí thế đánh nhau ra, không chừng hiệu gạo này có thể giữ gìn được đó. Cuốn sổ sách thật đó vẫn trong tay công chủ hiệu gạo Lâm Phúc. Ông có thể tự mình tìm đọc. Chỉ là e rằng hiệu gạo Lâm Phúc này chỉ là một trong rất nhiều công cụ để xử lý sổ sách giả của họ. Tôi không biết còn bao nhiêu thương gia bị hai người họ lấy ra chịu tội thay như vậy. Ác giả ác báo, gieo gió gặt bão. Cáo từ, khoan đã. Ông chủ quản có gì dặn dò nữa à? Làm cho nơi này bừa bộn như phong ba bão táp mà đã giãy tay đi như thế à? Cũng không dọn dẹp nữa. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ đảm nhiệm chức trưởng quỹ của ngân hàng Long Doanh chi nhánh Tỉnh An. Hy vọng cậu sẽ sửa chữa bầu không khí, chứng chỉnh ngân hàng. Cung tiễn đại lão già. Không chơi nữa. Giờ cô còn 300 tiền vốn, còn 4 ngày để trả mà. Cô còn không tranh thủ thời gian, cô muốn làm gì? Tôi phải khiến ông ta có hứng thú với tôi. Ít nhất sau khi đánh bài xong cũng ăn đêm hay là nhảy múa. Bằng không thì tôi không có cơ hội đến gần. Đệ tử tiểu thư, cô có biết ông ta vừa chặt tay chặt chân cô gái mà ông ta yêu rồi dứt ra đường không? Tiếng của Ngụy Mặt Trắng luôn sắc bén nhỏ nhẹ vậy à? Phải thì làm sao? Lúc ở riêng ông ta cũng như thế sao? Cái này thì không rõ lắm.
xưởng dầu trấu chân chân. Xưởng dầu trấu chân chân mắc nợ lên đến 11.000 lượng. Đúng 8 tháng rồi chưa trả ngân hàng bên tôi. Yêu cầu trả hết trong tháng tuyệt đối không quá đáng. Đại lý Trình, đúng là chúng tôi làm không đúng. Chúng tôi không nên nợ gia như vậy. Nhưng cậu cũng phải gia hạn cho tôi 2 tháng. Gia hạn 2 tháng có ích không? Chiếc máy đó ông tốn hết 12.000 lượng. Có đáng không? Nó có dùng được không? Máy của tôi không thể dùng, nhưng mà dầu của tôi là hàng tốt. Dầu tốt thì có ích gì đây? Chất lượng thông thường đã có thể làm hài lòng khách hàng sử dụng hàng ngày. Giá cả cao nhất là trên thị trường không quá 18.000 mỗi gánh. Chất lượng tốt ra sao vượt qua 20.000 lượng một gánh không? Dù tôi gia hạn thêm 4 tháng, 6 tháng cũng chẳng có ích gì, vì số tiền này ông mãi mãi không thể nào trả được. Đại lý Trình à, chân chân chúng tôi không thể phá sản được. Vợ chạy theo người ta, con đi học cũng phải mượn tiền. Cả ngày chỉ mong cây lớn, lớn rồi mới có thể ép dầu. Đợi ép dầu rồi, tất cả sẽ ổn thôi. Giờ dầu tốt như thế chúng tôi làm ra rồi. Nhưng xưởng lại bị dẹp, xưởng trưởng Cao. Cái động không đáy này là ông tự đào. Quý xưởng phá sản cũng khó tránh được. Tiểu Thông, Dương Quý Trình, cậu xin cậu đừng khiến chúng tôi chết. Lệ Thư tiểu thư, lâu rồi cô không đến. Đúng vậy. Cách trang trí ở chỗ của mọi người cũng thay đổi rồi. Đúng, tôi vào trước đi. Cảm ơn. Anh bạn, xin hỏi ở đây có sổ sách về dầu trấu không? Sách về dầu trấu ở đây nhé. Anh vào trong đi thẳng. Giá sách ở bên phải, đầu sách kinh tế, bên trong cùng à. Cảm ơn. Dân. Cảm ơn anh, không có gì. Anh Diệt Trị, Tiểu Linh Đăng, giờ anh cần em dùng giải tốt nhất làm cho anh. Một bó dài, ngày mai anh cần ngay. Áo dài anh Diệt Trị à, anh thăng chức rồi hả? Giờ anh là trưởng quỹ của ngân hàng Long Doanh, chi nhánh tỉnh Nam. Trưởng quỹ? Ai vậy? Trưởng quỹ? Ai làm trưởng quỹ vậy? Không phải nhờ phúc của mọi người sao? Anh Diệt Trị, quá khứ khó khăn chỉ có thể đồng cam cùng khổ với mọi người. Bây giờ giàu có rồi, có thể có phúc cùng hưởng với mọi người. Nào nào, đây. Cảm ơn anh Diệt Trị. Anh Diệt Trị chắc chắn có thể làm được mà. Tôi biết ngay từ lâu rồi, đúng vậy. Nào lấy số đo đi, cái đó tôi cũng biết đấy. Tôi cũng biết, cảm ơn anh Diệt Trị nha. Không có gì đâu, mua vài thứ gì đó đi. Được rồi. Mời đặt vào. Nếu bài ẩn là 5, vậy thì là sảnh. Nếu như không phải, vậy thì mình có thể thắng hết tiền gì.
Từ khi ông chủ Ngụy muốn gạt tôi, tôi không có bị gạt đâu. Iris 100. Theo, mời mở bài. Xin lỗi cô. Hai đôi, sảnh, sảnh lớn. Cô gái, cô đúng là cô gái may mắn của tôi. Đã nhường rồi. Thật ngại quá, cảm ơn. Cảm ơn ông chủ. Hẹn gặp lại. Mừng trưởng quỹ. Đại lão gia bổ nhiệm. Tôi là trưởng quỹ mới của chi nhánh này. Mà trưởng quỹ từ có nhân viên Đàm và trợ lý Dạng. Hậu quả của ba người đó mọi người đã thấy. Sử dụng tiền công, dùng chức quyền để làm việc tư, vu oan đồng nghiệp, vu khống cấp dưới, đã bị chi nhánh đuổi việc, mãi mãi không được tuyển dụng. Ba người các người nói giáo cho giặc. Nhưng may mọi người ở ngân hàng làm việc chăm chỉ, chi nhánh sẽ giữ lại. Cảm ơn trưởng quỹ. Còn về mặt quả dưa bằng phong, người giao dịch có thành tích tốt sẽ tiếp nhận vị trí trợ lý cũ của tôi. Cảm ơn trưởng quỹ. Hy vọng các vị có thể tiếp tục duy trì sự tín nhiệm và danh dự của chi nhánh. Các bộ phận, các thành viên tiếp tục cố gắng. Rõ. Giải tán đi. Cô gái, cô đến tìm sắc đi à? 800 tệ, ngày mai tôi sẽ trả anh, không thiếu đồng nào. Cô nương nói vậy, tôi tin rồi, dù sao cũng là có gốc gác, thiên kim Ngô gia. Tiểu thư Lệ Tư, nếu ngày mai không trả được tiền, là cô thuộc về tôi rồi. Chuyện ngày mai hãy nói. Sao, ngày mai trả được không? Thiếu 100 tệ nữa thôi. Cái này, trước đây tôi chơi cổ phiếu, kiếm được chút tiền. Tôi không nói không cho cô mượn, tôi thực sự đã tiêu hết tiền rồi. Tôi mua một căn nhà cho quan Tú Nguyệt. Là nữ giáo viên đó sao? Cô cũng biết mà, Jack Lee. Tôi cần nhờ anh chuẩn bị giúp tôi một liều thuốc độc không màu không vị, dễ hòa tan. Sự trưởng Cao, tôi đại diện chi nhánh Tỉnh An của ngân hàng Long Doanh, chi thêm 3.000 lượng bạc cho xưởng dầu trẩu Chân Chân. Bắt đầu từ loại dầu trẩu tốt kia, chỉ số chiết xuất của xưởng Chân Chân cao đến 1,52, có thể sánh với loại dầu Tứ Xuyên Thượng Đẳng. Mà dầu Tứ Xuyên Thượng Đẳng có thể bán thẳng cho người Tây với giá cao. Đương nhiên mục đích không chỉ dùng để bôi trơn cho tàu xe, hoặc dùng cho các tiệm gỗ, mà dùng cho da nhân tạo và cao su tổng hợp. Nhưng giờ xưởng của chúng tôi sản lượng dầu mỗi tháng cùng lắm được 200 gánh. Vậy nên giờ nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là nhanh chóng cải tiến máy móc. Có khoản tiền này rồi, chúng ta muốn trả nợ cũng không khó. Được được. Sự trưởng Cao, thời gian gấp rút, máy móc của chúng ta buộc phải hoạt động. Nhân viên lại ra ngoài nghe hát rồi à? Trình, à không đúng. Bây giờ phải gọi cậu là trưởng quỹ Trình rồi. Vậy phải cảm ơn trước đây anh giúp đỡ tôi. Hôm nay đến tôi giúp đỡ anh rồi. Giúp tôi mang sổ sách qua đây. Cậu đợi một lát. Đây, sổ sách đây.
Được rồi. Hiệu gạo Lâm Phúc dù chỉ nợ 4.000 lượng, nhưng nếu cứ chậm chạp mãi không trả, e là khó mà giữ được. Nói thật, lần trước khi đọc sổ sách của các anh, tôi rất tò mò. Chất lượng nhà anh cao hơn hẳn những hiệu gạo khác, mà giá cả của anh lại hơi thấp so với những hiệu khác. Tôi rất không hiểu tại sao làm ăn lại hiu hắt như vậy. Vậy nên tôi đã lén lút đi thăm dò. Thật ra hiệu gạo Lâm Phúc của anh liên quan tới hiệu gạo Lâm Thọ. Đừng nói nữa. Trưởng quỹ Trình, chuyện của tôi không cần cậu lo. Tôi phải lo. Còn riêng thì làm sao? Đây không phải là lỗi của anh. Ông chủ Lâm, anh không việc gì phải sợ. Cậu đâu phải là tôi đâu. Sao cậu biết là tôi sợ cái gì chứ? Không ai hiểu được đâu. Ánh mắt đó, sự sỉ nhục đó, con quan Đình Dị Trị sao có thể không hiểu được? Ít nhất ông chủ Lâm biết được bố mình là ai. Còn từ nhỏ anh đã bị gọi là con quan. Những đứa trẻ cùng tuổi sỉ nhục anh, người mẹ phát điên hành hạ anh, vết thương luôn có trên mặt. Tuổi thơ khổ nhục như vậy, sao anh lại không nhớ? Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Có lẽ tôi không hiểu sự ấm ức của anh, nhưng tôi biết nếu anh cứ tiếp tục yếu đuối như vậy, sẽ chỉ phụ sự mong đợi của bố anh. Lâm gia gây khó khăn khắp nơi với hiệu gạo Lâm Phúc, khiến việc làm ăn tụt dốc không phanh. Còn anh lại không chịu đổi cái biển hiệu này đi, là vì bố anh khi còn sống yêu thương bảo vệ anh, chăm sóc cho mẹ con anh. Dù mẹ anh chỉ là một người giúp việc, hiệu gạo Lâm Phúc là mối liên hệ giữa bố và anh. Nên mỗi hạt gạo trong hiệu này đều được anh cẩn thận lựa chọn lại, chính là để không phụ sản nghiệp của bố anh để lại. Nhưng ông chủ Lâm, nếu hiệu gạo này đóng cửa, thì anh có thứ gì để an ủi bố của anh không? Đúng quy trình, thực lực của hiệu gạo Lâm Thọ cao hơn tôi nhiều. Tôi lấy cái gì đối đầu với họ đi? Nếu anh đã có lòng chống lại thì là dễ rồi. Thân phận con riêng anh không muốn để lộ, Lâm gia càng không muốn. Vậy nên tôi đã nhờ trợ lý Quan ở chi nhánh Bối Đằng. Ông ta đã thỏa thuận với ông chủ Lâm, nếu họ không muốn để lộ thân phận con riêng của anh, vậy không được nhúng tay vào việc làm ăn của hiệu gạo Lâm Phúc. Nhưng quy trình, cậu nói thật sao? Ông chủ Lâm, từ ngày hôm nay anh có thể đàng hoàng chiến đấu với họ trên thương trường. Tháng sau tôi đợi lợi nhuận từ anh đấy. Dương Quý Trình, Mặt Quả Dưa bảo anh qua đó một chuyến. Mặt Quả Dưa, đúng. Anh, tôi là Trình Diệt Trị. Không biết em trai bạn phong của tôi có gì không phải bị trói ở đây, hay ông chủ bàn tự nói đi. Em vừa nhận lương, vui vẻ đến đây uống chai rượu Tây, hút đôi điếu thuốc xịn, rồi nghe Mạc Lê cô nương hát. Đúng lúc muốn mời đầu bếp làm giúp mấy món ăn đêm, kết quả phát hiện không thấy ngân phiếu, không biết bị ai móc ở trên đường rồi.
Em trai tôi không phải là người không ra gì. Mong bà chủ tha thứ cho sơ suất của nó hôm nay. Ông chủ Trịnh hào phóng quá. Tôi tin em trai anh cũng không phải là người tầm thường. Chỉ là đồ ngọt rượu tây. Mặt Lê cô nương cao phúc thọ trà. Thế này là nhiều rồi. Con số này không nhiều. Tôi còn một thỉnh cầu. Chuyện gì vậy? Nam tử Hán đại trượng phu, nếu bị truyền ra tin nợ tiền, e là không còn thể diện. Vậy nên mong các vị ở Phúc Hương đường đây có thể giữ lại chút tôn nghiêm cho em trai tôi. Ông chủ Trịnh yên tâm, Lộ Châu Nhi tôi đồng ý. Chuyện ngày hôm nay người ngoài sẽ không nghe thấy. Vậy thì đa tạ. Anh à, em cũng không mấy khi tới đây đâu. Thật đó. Sau này không được tới nữa. Em thề.